Thôi, máy xúc bị rơi bánh mất rồi. Thôi, máy xúc hỏng rồi, rơi hết bánh rồi. Ô thôi, rơi hết rồi, về phải sửa thôi. Nào, sửa máy xúc nha. Nào, sửa máy xúc nào. À, chà, nào. Đây rồi, đây là cái tu vít, chúng ta sẽ vặn ra. Chúng ta vặn ra nào. À, chà. À, xem cái bánh bị làm sao nhỉ? À, chà. Bánh nó bị hỏng rồi. Cha một ít dầu nhớt vào. Hỏng rồi, nào. Để cha một ít dầu nhớt vào. Đấy, cha dầu nhớt vào nha, đó. Đó, bên này nữa. Cho dầu nhớt vào cho nó trơn. À, dầu nhớt cũng cho vào đây nhá. À, cho dầu nhớt vào đây. Cho dầu nhớt vào đây. À, bây giờ lắp vào. Lắp vào nhá. Đấy, tốt rồi. Được rồi, nào bây giờ đi này. Lắp cái này vào, chà. Lắp cái này vào. Lắp lại cho, đầu tiên cho dầu nhớt vào đó nha. Đó. À, thổi bụi đi. Đó, cho dầu nhớt vào này. Đó. À, xem cái này có phải vặn cái gì không? Vặn chặt cái ốc này nè. Ốc này nữa, vặn thật chặt vào. Đó. Rồi, cho vào. À, cho vào đây. Lắp vào đây. Đó, lắp vào. Chà. Thật là khó ghê đấy chứ. Đơn giản đâu. Nào. Cho vào đây. Rồi, được rồi. Vặn chặt nào. À, được một bên rồi, tiếp theo. Chà. Đấy, động cơ bên trong máy xúc ai giờ hàn gì hết rồi. Phải cho dầu vào để bảo dưỡng nha. À, đồng thời là phải thổi bụi đi. Dầu á. Rồi bụi đi ha. Lắp vào. Sửa máy xúc đấy. Chưa, máy xúc vẫn hỏng đây. Đó. À chà, rất là khó nha. Chà. Cứng quá. Đó. Rồi. Đó. Bây giờ thì chắc chắn rồi nha. Vặn ốc vào. Nào, cho dầu cái khớp. Cho dầu vào khớp nha, đó. Cho dầu vào bơm mỡ vào phần khớp này cho đỡ xít nha. Đó. Cho mỡ vào này. Đó, bơm mỡ vào máy xúc đấy. Nào, xem nào, vặn cái ốc này cho nó thật chặt vào. Đây nữa.
cho mỡ vào. Ốc ở đây lại. Ốc ở đây lại. Đấy. Xem ông khói có việc gì không nhá. Khói có bị bít lại không? Thông rồi, khói thông rồi. Cái này máy xúc được sửa rồi, máy xúc đi được rồi nè. Nào đi được rồi. Gì? Cảm ơn bác đã sửa máy xúc cho tôi nha.